Xin chào cả nhà yêu Lan nhé. Phiên buổi trưa hôm nay 22 tháng 4 năm 2022. Xin kính chúc các bác có một buổi trưa vui vẻ và thật nhiều niềm vui ạ. Buổi trưa hôm nay em tiếp tục cập nhật cho các bác những dòng hàng lan đẹp mới về. Rất là nhiều loại hoa lan đẹp hiện tại đang có mặt tại cơ sở nhà em. Và hai số điện thoại liên hệ đặt hàng là 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Đồng Hải Dương. Và hôm nay thì rất là nhiều dòng hàng giá rẻ và có chia hình. Thì sau đây thì em xin điểm qua dần từng loại. Phi hạt hàng chậu thuần nhá, thuần nhiều năm rồi và bây giờ thì về mình chỉ việc treo lên thôi. Những cái mầm tơ này, vừa rồi thì hoa xong nó lên những mầm tơ rất là dài, cuối năm nó phải dài 4-5-60cm đấy ạ. Chậu này 2, 4, 6, 7 cái mầm. Đây là 7 cái mầm tơ dài thôi nhá. Đấy, 210.000 đồng hoàng phi hạt. P2, đây là hàng rừng nhá. 2, 4, 5, 6. Nói chung là rất là nhiều mầm nhỏ, nó ở dưới cũng 210.000 đồng. Các bác mua cái hàng thuần này đảm bảo các bác là nó đẹp, nó mướt luôn. Còn các bác mua hàng rừng bây giờ hầu như là chỉ có thân già thôi. Mà đợi nuôi mầm gốc không phải là dễ dàng đâu. Mầm gốc nó phải rất là lâu nó mới phát triển dài như thế ạ. Mã P3, cây này cao hơn này, to mập hơn. Chỗ này này, 1 thân tơ, 2 thân này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7 này. Đây đấy là 7 những cái thân là đang đi ngọn này nhá. 8 thân đang ngọn này. Còn đây là thân tơ chưa ra hoa này. Đấy, thân tơ chưa ra hoa, đấy cũng thân tơ chưa ra hoa này. Chậu này to bự như vậy em bán 230.000. Về xõa ra cho em. Tại vì cái này nó to quá, bành trướng quá, phải buộc dây với ạ. P4, một chậu hoàng phi hạt cánh hồng. Đây, cánh phớt hồng này, rất là xoắn, họng vàng, 210.000 đồng. Rất là nhiều thân, nói chung là nhiều thân, đâu không đếm được. P5, một cái dòng hoa trắng họng vàng. Và cái này là hơi phớt vàng. Giò này nhiều thân, cực kỳ là nhiều thân, đếm không xuể. 240. Giò này lùn lùn mà nhiều thân lắm. 240.000 nhá. Hoàng phi hạt P5. Có 5 giò hoàng phi hạt. Theo thì em giới thiệu các bác một cái dòng vũ nữ rất là mới của dòng năm nay, đó chính là dòng vũ nữ đỏ tia chớp. Hiện tại đang gây mưa gió trên thị trường bây giờ. Đấy, cái mặt hoa của nó này, đây là dòng đỏ tia chớp các nhá. Cái vòi hoa của nó rất là dài. Và hàng nhà em thì hàng chơi nó là hàng bụi khủng. Đây là dòng đỏ tia chớp này, cái viền tia chớp và cái lưỡi của nó rất là đậm. Dòng vũ nữ đỏ đậm đỏ tia chớp này thì em lấy cái hàng bụi khủng, một chậu của nó phải nói rất là nhiều giả hành luôn, không đếm xuể luôn đấy ạ. Cực kỳ là nhiều giả hành, về các bác có thể tách ra, nó vẫn đang đẻ mầm đấy. Cái này nên tách ra, còn trồng một bộ chậu to thì mình sang chậu to hơn. Đây là một đơn hàng em nhặt cho khách. Vũ nữ đỏ tia chớp này thì em sẽ bán với giá là 280.000 đồng chậu. Em thường bây ở trong một cái giò nó lên 280.000, khách đặt 2 chậu thì bên em miễn phí ship nhé. Hàng này do em treo ở ngoài vườn nên em quay cho các bác hàng thực tế. Đây ạ, đấy một chậu đỏ tia chớp này, rất là to vĩ đại luôn. Một chậu vũ nữ rất là khủng, 280.000 thôi. Và khi mua 2 chậu như này em miễn phí ship. Đây, mời mọi người xem qua cái mặt hoa một lần nữa. Bông hoa rất là đẹp. Và tiếp theo đến hôm nay thì em lại tiếp tục lên cho các bác những cái mã Dendro lá biên phát tài. Dòng này hoa của nó màu vàng rất là xinh. Đây ạ, đây là cái bông hoa của nó này. Năm ngoái em có bán một cái chậu đang hoa như vậy mà các khách tranh nhau chốt luôn. Khách tranh nhau chốt cái chậu đang hoa như vậy. Này, hàng chuẩn hoa. Và đang lên kỳ, hoa của nó rất là sai. Cái này chăm tốt nó rất là sai hoa các bác nhé. Bông hoa của nó rất là đẹp. Đấy, vừa rồi ấy, tầm năm ngoái vừa rồi ấy, mới nở hoa mà chậu này gần 300.000 cơ. Gần 300.000 cái chậu nó đang hoa như vậy. Đấy, hàng lá biên phát tài. Và hôm nay thì chia sẻ giống như các bác, cái giá thì chưa đến 200.000 một chậu nhá. Em ký hiệu đây là mã B2 này. 170.000. 170.000 một chậu này, gồm nó một thân tơ dài hơn 2 găng tay. Cái lá này này, nó vận chuyển nó chạm một cái móc nên nó hơi xấu một tí nhưng mà ngọn rất là ok. Cây này đi ngọn nó còn dài nữa này, 170.000. Mã B3 190.000. Chậu này thì thân nó chỉ hơn 1 găng tay thôi nhưng mà chiều nhưng mà nó có cả những thân nắp thắt ngọn nó xuống lá này. Cái này nào nó có thể lên kỳ hoặc nó sưng nụ. Mầm gốc đây 190. B5 170.000. Chiều cao 2 găng tay đối với thân đang đi ngọn này. Thân này thắt ngọn này. Đây cái này nhú, đang nhú, không biết là nhú hoa hay nhú mầm. Mầm gốc cũng đang lên 170.000. B6, đây là mã B6 170.000. Chiều cao gần 2 găng tay đối với thân tơ, một thân thắt ngọn xuống lá, 170.000. Ngọn vẫn còn đi dài nhá. Mã B7 190.000. Chiều cao thân tơ nó cao hơn 2 găng tay. Lá đẹp. Thân này thân thắt ngọn. 190.
Tiếp theo là B10 180.000. Chiều cao chỉ tầm 1 găng tay đổ lại thôi, nhưng hai mầm gốc với một thân thắt ngọn xuống lá 180.000. B11 cũng 180.000. 3 mầm với cả một thân thắt ngọn. B12 190.000. Cái này gồm hai khóm ươm ki lên, chiều cao tầm 1 găng tay đổ lại. Đây hai khóm này đều đang lên mầm 190.000. Giống giờ là còn rẻ chán so với những năm trước rồi. B13, những năm trước chỉ mua cái ki nhỏ nhỏ này. B13 180.000. Một thân thân ngọn này, hai thân. B14 180.000. Cũng hai khóm. Cửu bảo tiên ạ, một dòng hàng nổi tiếng của bên đất nước Thái Lan. Những cái cây cửu bảo tiên như thế này đấy ạ. Một cây lá xếp như vậy em bán là 150.000 đồng một cây. Có cả cây đẻ ra cây con, thường những cây đẻ con thì nó nhỏ hơn những cây đơn chưa đẻ con. Đồng giá hết là 150.000 đồng một chậu cửu bảo tiên hoa thơm nhé. Dòng này dòng chơi hương, vòi hoa nó dài như những dòng dáng hương đang bảo sắc với quế của mình ạ. Nhưng dòng này dòng của bên Thái. Tử đỏ lai nhé, dòng này hoa của nó cánh bầu rất là đẹp và hàng rất là siêng hoa. Em có hai cây cùng cặp lá, nhưng mà cây thứ nhất là cây cũng 10 cặp lá nhưng mà lá của nó xếp đủ duyệt, còn loại cây thứ hai thì cũng 10 cặp lá nhưng cây nó cao hơn. Đấy, đồng giá 160.000 nhá. Có hai cây cùng 10 cặp lá đấy ạ. Em có một cây quế trắng tháng 8 hàng VIP nhá. Hàng này thì rất là nhiều cặp lá, phải đến 20 cặp lá. Em đếm thử cho mọi người xem này, 1 2 3 4 này. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đang cặp lá số 20. Đấy, ngọn ở phía trên thì rất là đẹp, không bị lỗi lầm gì. Nhưng mà phía dưới thì tức là cây của nó trải qua rất là nhiều năm tuổi rồi, nên là sâu si ở rừng về những cái con động vật nó thường nó sẽ cắn này. Đó. Nhưng mà cây để đạt được cái 20 cặp lá thì cây nó phải rất là phát triển lâu năm. Và các bác nhìn cái bộ gốc của nó này, nó không bị xuống lá gốc nhiều đâu ạ. Nó không bị xuống lá gốc nhiều như những cái dòng cây khác nhé. Những dòng cây khác thì gốc của nó có thể nó xuống lá nhiều hơn. Đây chỉ được mất một vài cặp lá thôi và đang đẻ ra cây con bản lá rất là to. Cây quế xếp năm nay thì cây này chắc chắn là sẽ rất là nhiều vòi. Đấy, năm vừa rồi cũng phải cho đến 4 đến 5 miếng vòi hoa. Năm nay thì trồng phát triển thì nó sẽ dài hơn rất là nhiều. Đấy, một cây quế VIP như vậy nhá. Cây quế VIP nhiều cặp lá, các bác về các bác trồng. Nói chung là chỉ một cây này thôi cũng đã tạo lên một cái tác phẩm rất là đẹp rồi. Đấy, hàng này một cây 20 cặp lá này em bán 380.000 nhá. Cây quế xếp 380.000. Em có một cái bảng hoàng thảo vôi hoa trắng này. Bảng này thì có 1, 2, 3 thân tơ, 4 thân hoa. Đây đang lên hoa này. Đây đang lên mầm gốc đây. Cây này thì nói chung là nó bị hai cái mầm gốc nó bị gập. Đấy. Nên là em thanh lý giò này 80.000 nhá. Loại này năm ngoái, bảng này của năm ngoái là 180. Nhưng mà nó bị gập gốc rồi bán giống. Tiếp theo một cái bảng phi điệp 6 mắt. Bảng này có thân hoa này nó không bị gập. Thực ra cái dòng này chủ yếu ở các bác trồng lấy giống thôi. Chứ còn cái thân hoa của nó ra hoa xong thường nó sẽ bị teo thân như thế này. Có thể kích mầm thì kích, không thì thôi. Đây bông hoa 6 mắt đây. Giò này bán giống là 130.000. Đấy còn một giò 80, 130. Dendro ạ. Dendro thì em có một số loại, còn lại số loại ít. Đây dòng dendro nắng. Hàng lá biên này, dòng dendro nắng lá biên. Giá cũ 120, hôm nay em thanh lý cho các bác 70.000, nó xuống lá gốc 70.000 một chậu. Tiếp theo chậu bun len hoa thơm 60.000 đồng một chậu. Đang lên mầm, 3 thân đang lên mầm nữa này. Tiếp theo là banana hoa thơm, cũng 60.000 đồng một chậu. Bác nào lấy cả 3 chậu banana này em tính cho các bác là 170.000. 3 chậu banana đang đứng ngọn chuẩn bị cho hoa rất là đẹp. Chiều cao chỉ tầm gang tay, hơn gang tay tí thôi. Có một chậu hạc vĩ thiên cung lưỡi bố này 100.000. Đây là bông hoa của nó cánh bầu rất là đẹp này, hoa tím đậm. Đang lên nhiều mầm 100.000. Tiếp nữa đó chính là một chậu kim điệp mắt đỏ. Đây, hoa của nó rất là đẹp. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân. 6 thân cả dài cả ngắn và đang lên mấy cái mầm gốc nữa này. Giò này em bán 170.000. Hàng đột biến đấy. Tiếp theo là Thiên Nga Mihiko của Thái Lan. 130.000. 130.000. Tiếp nữa, có một chậu đen đô vàng kim cương. Đang đi ngọn, cái thân này rất là đẹp. Còn cái thân này thắt ngọn nó đang sưng nụ hoặc là đang sưng ki này. Chỗ này đang sưng này. Mắt này đang sưng. Giờ này em bán 180 nhé. Cây vẫn đẹp lắm. Giá cũ em bán 200 cây này. Hôm nay còn duy nhất một chậu thôi em bán 180.
Đây có một chậu hạc vĩ thiên cung lữ bố nữa. Chậu này nhiều thân hơn chậu kia. Đây mặt hoa đây. Nhưng mà cái này thì cũng có một số những thân dài nó chuột nó cắn ngọn nó ở trên nó sẽ ngọn nữa này. Đây cũng 100.000 nhá, 100.000 cái chậu này. Xum xuê thôi về ra cắt ra để ươm gốc. Đây có hai chậu thiên cung, một chậu 100, chậu thứ hai này cũng 100 này nhá. Vũ nữ mèo cam bụi to nhá. Hôm nay thì em có một số những mã. Hàng này thì hoa nở quanh năm, một số cây thì bây giờ có ngồng, một số cây sắp tới nó sẽ lên ngồng ạ. Em ký hiệu đây mã E1, dòng này hoa màu cam lửa. Cái hàng này thường ấy, hàng Tết người ta bán, thị trường người ta còn bán, người ta tách từng chậu ra một thân một cây một cơ. Đã giờ tập 150 một chậu một thân rồi. Bây giờ cây này đang lên mầm này, rất là to đẹp. Đằng sau rất là sum xuê. Em bán đây mã E1 này là 220.000. Cái mặt hoa em đính kèm trên màn hình nhá. Chậu này thì đang có một gồng hoa dài E2 200.000, cũng bụi rất là to bự. Cái này bụi to bự. E3 220.000, bụi to chưa? Sum xuê luôn. Cái này lác đác vẫn còn một vài bông hoa. E4 chậu này to lắm này. Cực kỳ là to. Cả đằng trước và đằng sau 230.000. Đấy. Hàng khủng luôn. Này gọi là hàng khủng đấy ạ. Mã E5 220.000. Một bụi sum xuê. Mã E6 cũng 220.000. Toàn bụi to đùng luôn. Mã E7 này 190.000. Đấy mèo cam này phải bằng gấp 2-3 lần những cái chậu bình thường các bác mua có loại 130-150. Mình chơi cái hàng bụi to này thì về các bác có thể tách chậu hoặc trồng trong chậu to khủng ấy. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ các bác một cái giống hàng rất là quý, đó chính là dòng kim điệp mắt đỏ. Nó là dòng hàng kim điệp đột biến của ngày xưa nhá. Hoa của nó rất là đẹp. Đây ạ, ngày xưa để lại những cái tác phẩm của kim điệp mắt đỏ này, bông hoa to màu trắng sữa đấy. Đấy, và khi mà hoa nở rộ lên thì nó sẽ thành từng chùm như này, thành một chậu khủng. Và hôm nay thì giống của nó đây ạ. Bông hoa chuẩn hoa cho mọi người xem luôn. Thực tế luôn, nở tại vườn luôn. Bây giờ thì cũng vừa qua mùa hoa, lác đác một số cây còn hoa thôi. Chủ yếu là bây giờ thì các bác chăm hộ em những cái mầm gốc nhá. Những cái chồi mầm non nhìn nó rất là mê. Ngày trước giống này để sưu tầm nó rất là hiếm và rất là đắt, không phải ai cũng có đâu ạ. Hôm nay thì em chia sẻ giống các bác một chậu kim điệp mắt đỏ ngày hôm nay. Chậu trung bình 3-4 thân. Chậu nào 3 thân thì thân nó cao dài như này. 3 thân thì có cả thân cao dài. Còn 4-5 thân thì thân nó thấp nhỏ nhỏ, xinh xinh và nó đang lên rất là nhiều mầm gốc. Đồng giá là 170.000 đồng một giò. Và mua 2 giò là 300.000 đồng một cặp nhé. Mua 2 giò đây ạ. Bây giờ là thời điểm đầu xuân và mầm gốc lên rất là nhiều. Trong trường vườn nhà em thì bây giờ rơi đâu đó tầm hơn chục chậu thôi ạ. Cái giống này thì bây giờ chỉ còn duy nhất bây giờ thôi. Còn sau đó thì nó sẽ cháy hàng. Nhà vườn người ta không còn hàng để xuất nữa. Ở Brad thì em có hai loại. Đây là màu vàng này, màu vàng đốm, và thứ hai là màu trắng hay người ta gọi là nữ hoàng bóng đêm. Dòng này hoa về đêm nó rất là thơm. Dòng này dòng chơi hương. Và mỗi chậu Brad đều đồng giá là 130.000 đồng một chậu ạ. Mua 2 chậu là 250.000 đồng một cặp. Tiếp theo bên đây là những chậu kiếm đỏ. Kiếm đỏ. Chậu hôm nay thì rất là nhiều tép, ít nhất trong chậu này nó cũng rơi tầm 4 tép trở lên. Và về các bác có thể tách chậu nhá. Mỗi chậu kiếm đỏ như vậy em bán là 160.000. Một chậu kiếm đỏ, hoa đỏ. Dòng hoa sưu tầm đẹp. Và mua 2 chậu 300.000 được 2 chậu kiếm đỏ nhá. Thảo săn lây nhá. Dòng hoàng thảo săn lây hôm nay thì em sẽ giới thiệu các bác cái mặt hoa của nó rất là đẹp, một cái dòng hoa màu vàng thành từng chùm với mắt màu nhung, nâu nhung. Cái dòng này khi mà các bác trồng to này nó sẽ thành một cái khóm bự. Đó, đây là cái dòng mà bên nước ngoài người ta rất là chuộng và đây là mối trò bự. Rất là to vĩ đại, to bằng người luôn. Đấy, chứ không phải là cây của nó không phát triển nhá. Và hôm nay thì em bán cho các bác những chậu giống này. Cây của nó thì cũng có cây thắt ngọn, cũng có cây nó đang đi ngọn rất là khỏe. Chậu hôm nay thì hàng về rất là nhiều mầm. Hoàng thảo săn lây, hoa màu vàng, vàng tươi, rất là đẹp. Loại này thì em xin phép bán với giá là 130.000 đồng một chậu nhé. Và các bác mua một cặp, tức là hai chậu là 250.000 được một hai chậu. Hàng VIP rất là đẹp luôn. Những cái thân nào nó thắt ngọn nó sẽ xuống lá, lá nó sẽ vàng. Còn thân nào đi ngọn nó vẫn đang phát triển rất là lực. Càng trồng nó càng dài, càng cao. Ngày hôm nay thì em có cập bến một cái dàn đai châu rất là đẹp nhá. Lâu lắm rồi không về đai châu. Dòng này là dòng đai châu rừng, hoa của nó màu trắng tím. Và cái mặt bông của nó thì rất là đẹp và rất là thơm. Châu hay là nghinh xuân ngọc điểm là một dòng hoa nở vào thời điểm dịp Tết đến xuân về. Hàng hôm nay thì như mọi người đã thấy đấy, hàng xếp đều tăm tắp. Cây hôm nay thì có cả cây nhỏ, cây tầm trung và cây cả cây to. Thì các bác thích chọn size tầm khoảng bao nhiêu cây thì bên em vẫn lựa chọn được. Đó, hàng rất là đẹp.
Và nhớ cái thời điểm đầu tiên khi mà trâu mới xuất hiện ấy, hàng vẫn còn đang khan hiếm, những hàng trâu bóc trụ như vậy toàn 650-700 nghìn một cân thôi. Ngày hôm nay thì một cái mức giá rất là sốc cho dành cho tất cả các bác. Đây, trâu ngày hôm nay em xin phép bán với giá là 360 nghìn một kg nhé, giá bằng một nửa so với giá ngày xưa. Rất là đẹp, hàng trâu này về ghép trụ này đẹp này. Lâu lắm mình mới về một lô đai trâu nên hôm nay thì em bán giá ưu đãi cho các bác 360 nghìn một ký. Các bác muốn lấy tầm vài bao nhiêu cây thì bên em vẫn tính tiền cho các bác được. Muốn lấy số lượng bao nhiêu cây 1 kg bên em vẫn nhặt cho các bác được nhé. Thích nhặt cây to, cây vừa, cây nhỏ tùy thích. Trâu này là cây trưởng thành là có thể ra hoa rồi. Đấy, cái lô hàng trâu mới về rất là đẹp, xanh mướt luôn. Hàng này thì không bị lỗi lá. Còn cái hàng rừng mà về trực tiếp về nó rất là héo và nó còn bị lỗi lá quá. À, tiếp theo em có một số những mã hình đai trâu nhé, có cả hàng lá mít, một số những dòng cây to. Em quay các bác chốt hình thì các bác đọc đúng mã cho em này. Em ký hiệu đây là U1 này, một cây to này. Trâu này ghép một cây và một chậu này rất là đẹp. 5 cặp lá. Năm sau rất là năm này sẽ rất là nhiều vòi hoa này, 180. Mã U2, cây rất là đẹp, bản lá to, một cây này. Hai cây đây là lô lá mít nhé. Lá mít bản lá to, 3 cây 300. U2. Trâu bây giờ hiện tại quá rẻ rồi mọi người, rẻ lắm, tranh thủ mua thôi. Vẫn đang mùa ghép của cây. U3 310, cũng 3 cây lá mít, một cây mít này. Cây này thì nó hơi tách lá ở đây một tí này, nhưng không. Đấy, nhìn cây này rất là đẹp, nhiều cặp lá. Cây số 2 này. Đây cây số 3 này. Tiếp theo U4. U4 101. Cây này 4 cặp lá, đang cặp lá số 5. Cây này bản lá to, dễ non đang lên này. 101 này. U5 180 nghìn, cây này to, bản lá to. Cây bản lá rất là to. 24 đang gặp lá số 5. 180. U6 140. Cũng một cây bản lá to. Đây cây này 140 này. U7 280, 2 cây. Bản lá to đẹp chưa? Cây số 2 này, cũng bản lá to. Trâu rẻ. Đây U7 này. U8 này. 222 cây. Cây số 1 này. Đây cây số 2, lá mít to. 222 cây. Đây là U8. Mã U9 200.000. Một cây. Cây này 2 4 5 cặp lá, đang cặp số 6. Cây này không bị rụng lá chân, rất là đẹp. U9. U10. Ôi chết rồi. Em nhầm nhé. U10 không có. U11 chuyển sang U11 luôn nhé. 200.000. Một cây lá mít này. Hai cây lá mít này. U12 150 một cây. Cây to. Bản lá to này. 150. Đấy, hàng trâu rừng. U13 180.000 cây to. Đấy, riêng ghép một cây này nó cũng rất là xinh, ghép một chậu là xinh. 180. Ngày trước cây này to này nó phải rơi tầm 250-300. U14 160.000 lá mít. Dễ no đang lên. U15. Đây là U14 này, U15 này. Một cây này. Hai cây này 270, bản lá to. U15. Đây có từng đây mã. Đây trâu. Tiếp theo đây là những chậu quế hoa vàng lưỡi trắng ạ. Quế hoa vàng lưỡi trắng là một cái dòng quế hoa đột biến, mặt hoa rất là đẹp và thơm. Đây là một dòng hàng sưu tầm và em sẽ chia hình cho các bác nhé. Chia hình các bác đọc đúng mã hình rồi bên em sẽ chốt đơn. Ký hiệu là mã chữ V. Mặt hoa như em đính kèm ở trên màn hình ạ. Mã V1 290.000 này. Là một chậu quế bản lá khá là to. Đây là dòng quế xếp ạ. Một mẹ đẻ ra một đẻ ra hai con. 290.000. Cái này về ghép đũa thì rất là tuyệt vời luôn. Hàng này thì nó vận chuyển nó không tránh được, nó xuất phát nó như thế này, nó tách kiểu tách lá, bản lá nó to quá. Nhưng mà lá rất là bóng mượt. Mã V4 320.000. Hai cây to. Ở đây một cái con cũng khá là to, xếp về đẹp chưa? Còn đây là cây mẹ theo thế uốn cong, bản lá cũng to đẹp. 320.000. Cái này mà ghép lên lũa thì quá là tuyệt vời luôn. V4 320. Mã V5 330.000. Cái này một bụi quế nhá, bụi quế nguyên rề luôn. Cái này mà tách lẻ ra đã bán lẻ ra 180 một cây rồi. Một cây con này, cây con này nó hơi nát lá một tí.
hai cây con này, hai cây con này thì đẹp. Tất cả một cây mẹ, tức là chậu này có 4 cây. Cây mẹ này nó cũng hư đầu ngọn, nó đẻ ra cái ngọn là ngọn con ở trên. 330.000. Mã V6 260.000. Một cây khá là nhiều cọp lá. 2 4 6 8 9 cũng phải rơi tầm hơn 10 đấy, tại vì nó bị rụng mất lá gốc rồi. Cái lá ngọn của nó thì nó bị tách nên là giờ này em bán thanh lý 260. Cái lá gốc của nó cũng hơi rụng bớt đi. Đây cái này đẻ ra một con 260, cây này sưu tầm được bản lá to. Bởi vì cái lá ngọn nó bị tách ra thôi. V7 270.000. Cây mẹ bồng con nhá. Để ra con nhỏ này. Cái lá này nó bị tách một tí. 270.000, cây cũng lá xếp V. Nhiều cặp lá lắm. V8. Cây này 300. Để ra một con. Đây là một mẹ. Một mẹ bản lá to để ra một con. V10 270.000. Một mẹ để ra hai ba con này đấy, nhỏ nhỏ xinh xinh, con này nhỏ nhỏ 270. V11 290, có một cây thôi nhưng mà bản lá to, bản lá này cũng phải 1 2, cũng phải 4 cm hơn 4 cm. Càng lên trên nó càng to, cây lá xếp. Cây này bóng mượt 290. Phi điệp tím giá rẻ nhá, hàng này thì hàng ươm ki trồng thuần, đây là hàng rừng của ngày xưa. Giờ gần như là tất cả các nhà vườn người ta không ươm ki tiếp các bạn, tại vì nó quá rẻ rồi. Đấy. Ngày trước để mua một cái kia nhỏ nhỏ như vậy cũng phải mất 200-300.000. Đấy, bắt sổ số. Bây giờ những cái hàng toàn mặt hoa đẹp, nhà vườn người ta nhân giống ươm ki lên. Và hôm nay thì những cái chậu này có cả những cây có mầm gốc rất là khỏe lực, và em sẽ bán cho mọi người giá yêu thương nhá. Em đánh là mã chữ A. Đầu tiên thì em có ba cái giò này là giò hạc dĩ lai, dòng mày lai với phi điệp, cái mặt hoa thì cũng cánh bầu cũng đẹp đẹp. Đây. Hoa, nụ hoa của nó cũng đang chuẩn bị này, nó này. Em gọi ký hiệu đây là mã A1 này, rất là nhiều mầm gốc, có cả ki trên thân. Đấy, mã A1 này 120.000. Bốn bắt đầu là sang phi điệp tím. Phi điệp tím hai thân rất là dài. Đây là cây này có mặt hoa đấy ạ. Mắt của nó cũng đậm, hoa thơm lắm ạ. Hai mầm gốc 150. Đây là A4. Mã A7 120.000. Ba thân. Đây là có cái thân này nó bị chớm sứt đầu ngọn. Nó cũng đến thời điểm thắt ngọn rồi. A8 160.000. Cái này nó bị gập thân một chút ở đây. Gập một chút thân ở đây. 160.000. A8 160. A9 130.000. Rất là nhiều mầm gốc nhá. Có cả thân thắt ngọn rồi. Cái mầm gốc này chăm dài năm nay nó còn đạt 6-70 cm, thậm chí 1 mét. A10. Đây là một chậu rất là nhiều mầm gốc. Xung quanh toàn thân thắt ngọn thôi. Đang có bói ra một bông hoa. Mầm gốc cao dài 180.000. Chậu này cũng có 1-2 thân, nó kiểu như là nó chạm vào thành nó bị gập thân một tí. Hàng phi điệp không tránh được, nhưng mà cây nó cũng phát triển bình thường. Cái chậu này mầm gốc dài chưa? 180.000. A11 100.000. Cũng phải 5 cái mầm gốc, 3 thân vừa vừa. A12 cũng 100.000, 4 thân thắt ngọn chuẩn bị cho hoa. 4 cái mầm gốc. A14 80.000, cái này thì mầm gốc lên hơi chậm, có 4 thân. Thân lá rất là xanh. A15 80.000. 3 thân xuống lá, 4 mầm gốc. Bác nào mà mới tập chơi làm giống cái đống này thì quá là tuyệt luôn, về chỉ treo lên thôi, móc các kiểu đầy đủ hết rồi. A16 90.000. 4 thân. Cái này lên kiên kỳ trên thân rất là nhiều này. Cái này những thân, những chậu này thân nó chỉ dài tầm 25 đến 30 35 thôi nhá. Không có thân dài hơn thì nó rơi tầm 40. Nhưng mà đa phần trung bình tầm 20 đến 30 cm. A17 100.000. Chậu này 3 thân đều ba có đều nụ hết. Sắp tới được chơi hoa này. Mầm gốc cũng đang lên nhú nhỏ. Tiếp theo là quế trắng tháng 8 ạ. Quế trắng tháng 8 thì hôm nay thì em về số lượng nó cũng khá là lớn, và em cũng đã đóng bớt đi cho khách rồi. Bây giờ nó cũng không còn nhiều. Có cây thì vẫn đẹp, có cây thì nó hơi kém hơn một chút xíu. Thì em sẽ quay hình thanh lý cho các bác với giá để làm giống nhé. Em ký hiệu theo từng mã. Mã đầu tiên là lô Q1 160.000, gồm 3 cây quế trắng tháng 8. Đều là dòng lá xếp, cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng.
một cây quế xếp này. Đây cây quế số 2 này. Và đây cây số 3, cây số 3 là cây mẹ bồng con. Cái lá đầu ngọn nó hơi bị tách một tí. Đấy, lá rất là xanh. Ba cây này em bán 160. Đấy, thanh lý lô. Phi 3 một cây, mẹ bồng con. Cây mẹ này cũng nhiều cặp lá, xếp V, xếp ghép lên chậu rất là đẹp. Cái này vận chuyển và sâu nó cắn lá, nó bị cái lá gần đầu ngọn nó bị ấy sức. Em bán 100.000 cái cây này. Lá rất là xanh. Mã Q4 240. Đây là một lô quế xếp V. Hàng giống. Một cây xếp V này. Hai cây này. Ba cây này. Xếp V như thế cong. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 10 cây. Cây giống nhá, 240, 10 cây, 24.000 cây. Q5 170.000. Cũng quế xếp V, hàng giống 1. 2 cây này. 3 cây này. 4 cây này. 5 cây này. 6 này, cây xếp V thế cuốn cong. 7 cây. 7 cây là 170.000. Tiếp theo mã Q7. Q7 là một hôm hai dề quế. Cây chị em một cây mẹ con này, cây quế xếp V nhá. Cây nó vừa vừa đáng nhẽ cây nhiều cặp lá nhưng mà nó bị rụng bớt lá gốc ấy. Đây là cây xếp V này. Một khóm này. Khóm số 2 cũng bồng con. Hai khóm này em bán là 140. Mã Q8. 150 hai cây. Xếp lưng. Cây to nhiều cặp lá nhưng thế xếp lưng. Cây to đấy. Một cây này, cây này cũng to này. Cây này 8 cặp lá rồi đấy. Trông thế mà 8 cặp lá. Hai cây này em bán 150. Cây to. Q9. 101 lô thanh lý. Một cây. Hai cây. Lá nó hơi nhăn nheo do mất nước này. 3 cây, cây này cũng nhăn nheo lá do mất nước. 4, đây là 4-5 cây. 2 cây của 1 dề. Và Q10, 1 dề 140. Dề này hôm trước em bán 180 đấy. Nhưng mà hôm nay cân nó đã hao cân rồi. Mà cái dề này nó cũng hơi nhiều gốc một tí. Thì em thanh lý cho các bác là 140, 5 cây. Xếp V 1, 2, 3 này, 4, 5. Đang để cây con nữa. Cái này các bác ghép theo thế dề cũng được. Dề này 140, Q10, 140.000. Vũ nữ xanh cốm nhé. Cái mặt hoa của nó thì rất là đẹp, độc lạ. Đây là một chậu của nó cũng nhiều giả hành như thế này. Và dòng này đẻ rất là nhanh. Em bán sưu tầm đó là 170.000 đồng một chậu. Vũ nữ xanh cốm. Một cái mặt hàng vừa rồi thì em cháy hàng nữa. Đó chính là cái dòng kiều va. Dòng này kiều đột biến nhé các bác nhé. Dòng kiều đột biến, cây của nó thì rất là bé thôi. Nó rất là bé, chưa đến một gang tay. Đấy, có những bụi mà nhiều thân như này thì nó còn bé hơn, thân nó ngắn hơn. Nhưng đây là hàng sưu tầm để chơi làm giống ạ. Đó, và một chậu kiều va như vậy em bán là 250.000 một chậu, hàng mới về thêm. Có hai chậu đen ru mắt, đen rất là to nhá mọi người nhá. Hàng này trồng chậu phi 30. Đây ạ, cái chậu này thân tơ của nó cũng đã rất là dài rồi này. Đến Tết đấy, đến Tết và đến thời điểm thất ngọn nó phải dài 70-80 cm. Toàn mầm tơ, mầm gốc lên rất là lực. Giò này nhiều thân này, to đùng luôn. Em bán 350.000 một cái giò siêu bự. Đen ru mắt đen, nhớ cái thời điểm đầu khi mà nó xuất hiện trên thị trường người ta bán theo thân, sau đó dần dần thì như năm ngoái những chậu to đùng như này là không dưới 500.000, hôm nay bán 350 này. Chậu số 3, mã số 3 này. Chậu này cũng nhiều thân. Rất là nhiều thân, nhưng mà thân nó ngắn hơn thân kia một tí xíu. Nhưng đếm thì nó phải rơi tầm trên 20 thân đấy ạ. 330.000. Lá biên phát tài em có hai chậu ấy. Chậu này gọi là chậu mã P15, là một chậu 3 thân tơ. À, 3 thân hoa. Cũng có lác đác một số những mắt ra hoa, ở đâu là đa phần là chưa ra hoa. Có thể làm ki cũng được. 3 mầm gốc rất là dài. Đây, cái lá biên. Hoa nó thì cực kỳ là thơm. Giò này 220.000. Mã P14 160.000 thì giò này có 4 thân tơ nhưng mà nó ngắn. 3 mầm gốc. Đó, 220 và 160. Tiếp theo em có hai chậu 5 cánh trắng họng hồng. Hàng ươm ki đang lên mầm gốc, vừa rồi nó ra một lần hoa. Và có thể là kích ki trên cái thân này 70.000 đồng một chậu.
Em hôm nay em có một số những giò trầm cổ và trầm rồng đỏ dọn vườn thanh lý để làm giống nhá. Hàng này vừa rồi là hàng bán nụ nhưng mà cũng trải qua cái thời điểm ra hoa rồi. Bây giờ em bán cho các bác để lấy giống. Em gọi đây là mã T1 này, gồm 4 thân hoa. Trầm cổ thì ngày xưa những cái thân này toàn bán theo thân, nó rơi tầm 350 một thân đấy. Bây giờ một chậu 4 thân này, với cả đây, mầm gốc của nó là 1 này, 2 này, 3 cái mầm gốc dài. Cái này nhá, ở dưới nó vẫn chưa lên hoa này, nó vẫn lên kỳ như bình thường đấy. Nó đang lên sưng mắt thì em cũng không biết là mắt nụ hay mắt kỳ. Cái này khả năng là lên kỳ. Chỗ này em bán 220. Đây là mã T1 trầm cổ này. Mã T2 trầm cổ cũng 220.000. Chỗ này 5 thân, 1, 2, 3, 4, 5. Vừa rồi nếu mà có hoa thì nó phải rơi tầm gần 400.000 ạ. Giờ bán giống thôi. 1, 2, 3, 4. Cái giờ này 4 mầm gốc cũng 220.000. T3 trầm cổ 200.000 nhá. Giò này 1, 2, 3, 4 mầm gốc. Đây cũng 4 thân này, 3 thân dài, 1 thân ngắn. Giò này 200.000. Tiếp theo là trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ thì cũng hàng làm giống vừa rồi qua mùa hoa. Những cái năm trước đây trầm rồng đỏ với trầm cổ là dòng hàng rất là đắt tiền, toàn tính theo thân. Giờ bán 130, T5 132 thân. Hai thân vừa rồi ra hoa nhé. Bây giờ đang lên kia. Rất là nhiều mắt nụ kỳ, mắt kỳ đang lên. Kỳ đang lên ở trên thân. Và hai cái mầm gốc. Ồ, cái mầm gốc này nó bị hư mất rồi. Thôi, cái giò này tính 100 thôi. 100.000. Giò này kỳ trên thân rất là nhiều. Thôi, giò T5 này tính 100 nhé. T7, 120. Hai mầm gốc, hai thân. Một dài, một ngắn. T8 130.000, 3 mầm gốc với cả 2 thân. Thân này thì đầu ngọn nó bị gãy này. Đây, mắt này. Cái này thì nó cũng ra hoa rồi, chủ yếu là nhân kỳ 130.000 T8. Và T9 cũng 130. 1 2 3 2 mầm gốc. Đây, kỳ trên thân này rất là nhiều, 130.000. T9. Các bé một lô trầm siêu đỏ nha các nhá. Đây. Bông hoa của nó giờ mới nở này các bác này. Đỏ lắm, đỏ đậm cực kỳ luôn. Đây gọi là trầm siêu đỏ ạ. Hàng mới nở. Rất là thơm. Chậu của nó thì bây giờ đang có nụ hoa. Tất cả đều đang có nụ hoa và bây giờ đang nhú mầm gốc nhá. Có cây nhú ngắn, có cây nhú dài. Chậu một thân đang có nụ như thế này. Trầm siêu đỏ này em bán là 80.000 đồng một cốc nhá. 80.000 đồng một cốc trầm siêu đỏ. Hàng rất là đẹp. Điệp mắt đỏ, dòng đột biến, dòng hoa đột biến. Những năm về trước thì nếu cái tên gọi này nó không còn quá xa lạ. Và hiện tại thì cây của nó đây, bông hoa của nó vẫn còn để cho các bác có thể xem này. Bông hoa màu trắng sữa với mắt màu đỏ rất là đẹp. Hôm nay thì em chia sẻ giống cho các bác với những giá rất là hợp lý phải chăng. Chậu hiện tại rơi tầm 3 đến 4 thân, 5 thân cũng có. Những chậu nào nhiều thân như thế này thì thường là thân nó ngắn. Còn những chậu là thân cao thì thân nó dài hơn. Và đặc biệt hơn là bây giờ nó đang lên mầm gốc này. Cách đây tầm năm ngoái đấy thì em nhập những cái chậu này là bán ra toàn 300.000, hơn 300.000 một chậu thôi. Nhưng hôm nay ấy, cái giá hàng năm nay người ta bán giá rất là rẻ. Một chậu kim điệp mắt đỏ đang rất là nhiều mầm gốc như thế này. Về các bác chăm mầm, năm tới được một giò bự. Giá chia sẻ giống cho các bác là 170.000 đồng một giò. Mua 2 giò là 300.000 được 2 chậu coi nhá. Đấy, hàng rất là đẹp. Dendro chớp bịp nhá. Chớp bịp. Chưa cái lô hàng nào về cây nó cao to khỏe mạnh như thế này. Và giá hôm nay thì rất là rẻ. Chậu tầm 3 đến 4 giả hành nhé. Chậu là 3 giả hành. Nói chung là chậu nào cũng đẹp. Chớp bịp là một dòng hàng hoa đột biến. Ngày trước giá trị nó sẽ cao hơn, nên bây giờ gấp phải gấp 2, gấp 3 lần đấy ạ. Đó, và ngày hôm nay thì giá vẫn đang bán siêu ân khách hàng. Chỉ có 200.000 đồng một giò Dendro chớp bịp thôi. Những phiên khác trước đây thì vẫn là 230. Nhưng đợt này thì vườn người ta đẩy hàng với số lượng bán rẻ hơn, nên là giá chỉ có 200.000. Cây hiện tại đang đứng ngọn và chuẩn bị nhú vòi nhau nhá. Hoa Dendro thì nở quanh năm, độ bền hoa phải đến 2 đến 3 tháng ạ. Dòng này thì không chơi thì rất là tiếc. Thanh lý lô Dendro nắng và một số những dòng cát vũ nữ nhá. Hôm nay thì em sẽ chia hình và phân theo lô, mọi người chốt hình và đọc đúng mã cho em. Hàng này thì nói chung là nó cũng hơi kém hơn một tí. Một là nó phải rụng lá gốc. Hai là một số cây Dendro nó còn số lượng ít và nó bị xuống lá gốc thì em sẽ thanh lý các bác giá rẻ. Bởi vì Dendro nắng bình thường bán 70-80 nghìn một cây, hôm nay thì bán đâu đó nó cũng chỉ 43-40 nghìn thôi.
Và những cái hàng đen nô nắng này đều là cây trưởng thành hết rồi. Bầu nó là bầu phi 12, gửi đi sợ tốn tiền cước thì các cây này thì em sẽ ghi tên cho các bác vào vào cây và tháo cho các bác cái sơ dừa và bầu ra để đóng gói cho nó tiết kiệm cho các bác tiền chi phí cước vận chuyển hơn. Lò 2 cũng hai khóm, một khóm đăng mầm này. Khóm số 2 cũng đăng mầm này. 140.000. Lò 2 cũng 140 này. Lò 3, cái này là chậu loại chậu to. Loại chậu to nó xuống lá thôi. Bây giờ mầm nó lên rất là khỏe, chậu to này, cái này phải bằng hai bụi nhỏ ghép vào. Chậu này bán 100.000 một chậu. Lò 4 cũng là 100.000, đây là loại chậu size to nhá. Loại này bán 170 một chậu đấy. Giờ bán thanh lý, nó xuống lá nhá, nó bị rụng cái lá đầu. 100.000. Lò 5 gồm hai cây cát, cát này cát dòng đỏ, đỏ chùm. Giá cũ là 150 một cây, hôm nay em thanh lý cho bác hai cây này 170.000. Một chậu này. Đang lên mầm này. Chậu số 2 nói chung là về trồng làm giống nó bật cái mầm ở đây. Hai cây này 170.000. Đỏ chùm. Mã L6 cũng hai cây 170.000 cũng là đỏ chùm. Đây về bóc cái sơ dừa này ra, cắt tỉa những cái rễ khô đi. L7 này, L6 này. Mã L8 150.000 gồm hai chậu vũ nữ, hoàng hậu hoa xanh. Đây là loại chậu 150 một chậu này, giờ bán 150 hai chậu nhá. Mầm thì nó đang lên và hai chậu này thì có một đặc điểm là củ già hành nó to nhưng nó hơi bị sâu, sâu củ già hành. Thôi, lô này em bán hai cây này, nó bị sâu này. Mầm lên nó rất là đẹp nhưng nó bị sâu, đấy cái mầm đây. Nó bị sâu cái củ. Lô này bán 120 thôi, hai chậu thôi, bán 120 thanh lý 120 hai chậu. Giá cũ 150 một chậu giờ 120 hai chậu. Tiêm sửa giá. Lò 9, 2 chậu vũ nữ, 1 chậu anh đào. Hàng Tết nhưng mà giờ nó hết hoa rồi. Về các bác nhổ ra các bác trồng lại cho em nhé. Và đây là cây bơ ngọt. Hình như bơ ngọt cây này còn đang lên hoa cơ. Cây bơ ngọt này các bác về nhổ ra lên trồng lại cho em. Tại vì cái hàng này nó, cái rễ của nó bây giờ nó cũng khô rồi. À, cái này đang lên mầm. 2 chậu này, 190. Hàng Tết 160 một chậu rồi bán 190 2 chậu để làm giống ạ. Tiếp theo là 10 gồm hai cây, một là vũ nữ, đây là vũ nữ nhện xanh. Còn tiếp theo đây là sô cô la, cây sô cô la này đang có nụ hoa này. 150.000 L10 hai chậu, combo hai chậu này thanh lý. L11 là một chậu sô cô la đang lên ngồng dài, chậu này em bán 101, chậu này bán 100. L11 một chậu sô cô la. Lá nó thi thoảng nó hơi bị sâu xia rách lá cứ 100.000. L15 một cây pen soda xưa 130.000, đây là phi 16 pen soda xưa. Xuống lá gốc thôi. 130. L16 một cây pen soda xưa. Loại 220 giờ bán thanh lý 100.000, cái thân này nó hơi bị nứt ở đây, hơi bị nứt. Cây này đang lên mầm ở đằng sau. 100.000 vẫn rẻ hơn cái chậu 85.000, nó mầm nó bé tí, trồng không biết bao giờ mới lớn. L17 em lên cho bác một combo cát nhé. Cát thanh lý 250. Cát này gồm nhiều màu. Một cây đỏ chùm này, vừa rồi nó còn ít thân quá, em cắt tỉa ra khỏi chậu về các bác cũng cắt tỉa rễ, các bác ngâm cái rễ này. Đang bật mầm gốc. Đây, một chậu vàng lưỡi đỏ nó còn một nhánh này. Đây là vàng lưỡi nhung này. Nó cũng còn ít thân nữa, đang lên mầm này. Đây là cây vàng vắt mèo. Những cái cây này nó ít thân thôi, dòng này nó em bán giá cũ là 130, bây giờ cây nó ít thân. Tức là còn mấy cây cuối em thanh lý, ví dụ như hai cây đã 260 rồi bán combo 250 cả một lô này. Về các bác làm mắt tay để trồng làm giống. Cây này cây xanh lưỡi hồng. Đây cây vàng lưỡi đỏ, cái này là vẫn có thể lấy mầm gốc ở đằng sau. Đây nó vẫn đang lên mầm này. Combo mấy đống này là 250. Mấy chậu cát thanh lý. L19 3 cây 140. Một cây này là cây vàng tia, vẫn đẹp. Hàng đẹp là bán 70.000 một cây đấy ạ. Cây số 2, cây này là cây vàng chanh. Vàng chanh này nhiều thân, đang bật mầm. Lá nó hơi xấu xí tí. Cây thứ 3 là cây tím lục bình. Vòi rất là dài. 140 3 cây. 21 5 cây 200.000.
một cây bun len. Cây này bị hư một thân ở đây, còn đây mấy cái thân này đang lên mầm. Hai là cây tím lục bình. Ba là cây ngọc sai đen lá mít đang lên mầm. Bốn cây bà liễu xưa này mầm này to này rất là đẹp, nhưng cái mầm con này gốc của nó hơi bị xước ở dưới gốc. Hai cái mầm con này xấu ấy. Nhưng cái mầm to này thì đang bật nảy mầm gốc. Đây là bà liễu xưa. Và cây cuối cùng là cây vàng chanh, cây này cũng cao to. 5 cây này em bán 200.000, tính là 40.000 một cây. L22 120.000, 4 cây. Một cây bò sữa này. Cây này là cây vàng mai đang lên mầm gốc. Đồng tiền tím này. Và cây này cây vàng chanh. 4 cây 120. Và có hai combo chớp NOB đang có nụ hoa, bán 162 cây. Cây này bán lẻ là 90.000 một cây mà hàng chưa nụ. Đây một cây nụ này, chớp NOB là dòng chớp sữa nhá. Đây bông hoa nó như thế này. Chớp sữa NOB đang nụ hoa. Đây là chậu số 1 đang nụ. Cây cao chưa đến một gang tay đâu, dòng này nó là dòng mini và giống nó cũng đắt. Lưu ý là phần cây đấy á, bản chất cây khi mà cây nó phát triển là nó hay bị rụng lá gốc. Đây là bản chất của cây này. Một combo này là 160 này. L24 cũng combo hai chậu. Cây chậu này rất là nhiều thân. Lùn lùn nhiều thân đang mầm gốc, có hoa luôn. Và chậu này cũng đang mầm gốc, cũng đang nụ hoa. Cũng 160. Đây ạ. 24. Dendro xinh tím nhá. Cái này thì em thanh lý theo lô bởi vì cái số lượng em có nhiều. Cái cây này thì nó tình trạng cây là bây giờ nó xuống lá gốc. Xuống là gốc cây của nó vẫn đang trong quá trình chuẩn bị đâm nụ. Hàng này thì em sẽ thanh lý với giá rẻ là 60.000 đồng một cốc. Giá bán lẻ trước đây là 120, giờ thanh lý lửa giá là 60.000. Xinh tím nhá, Dendro xinh tím. Cái này thì vòi dài, xương hoa và hoa của nó cánh xoắn rất là đẹp. Cái lô này để không không quan tâm nó, để nó bị xuống lá gốc cho nhìn nó hơi xấu đi một tí thôi. Nhưng mà cây của nó rất là to khỏe. 60.000 một cốc xinh tím. Còn bên đây đó chính là những cái chậu kiều tím của Thái. Những chậu kiều tím của Thái là nó khá là nhiều thân. Đấy, cây này nó to hơn gấp mấy lần cái cây kiều va. Nhưng mà hoa này, hoa nó đại trà hơn, nhân giống nhiều hơn. Thì loại này em bán là 150.000 đồng một chậu. Đây là kiều tím Thái. Chiều cao trung bình tầm một gang tay đổ lại. Đấy, tầm một gang tay mà thân còn mập, chuẩn bị sưng nụ hoa rồi. Đấy. Hôm vừa rồi thì em cháy cái dòng hoàng lan nhá. Hoàng lan thì ở nhà vườn vừa rồi xuất hàng chậu. Hôm nay thì người ta bắt đầu xuất sang cái dòng hàng bảng các bạn. Dòng hàng bảng, gọi là hàng bảng thôi, nhưng mà những cái chậu này có rất là nhiều thân. Dạo hoàng lan nó một dòng hàng hoa rất là mới. Dòng này thì dòng chơi hương, chơi cả thân lá. Nhìn xa thì nhìn giống như cây là cây cù lao minh, nhưng đây là một dòng hàng lan mới và rất là đẹp. Dòng này ăn nắng và rất là dễ ra hoa, nở hoa thơm. Đây em lấy cho các bác thử một chậu hoàng lan nhé. Cái này ghép vào một bảng và nó cũng ghép theo cái thế tròn tròn này. Một cây của nó rất là nhiều cây. Một bụi của nó, đây là một bụi ạ. Hoàng lan ngày hôm nay một bụi xếp ghép theo thế tròn tròn như thế này. Em xin phép bán với giá là 230.000 đồng một giò nhé. Cái này mà không chơi thì rất là phí, bởi vì đây là một dòng hàng lan rất là mới. Bản lá xếp chân rất là đẹp này. Đấy, 230.000 hoàng lan hàng bảng. Tiếp theo em về thêm một số những dòng lan cát. Và hàng hôm nay thì tiếp tục sẽ là dòng phân màu có mặt hoa. Em đính kèm cho các bác mặt hoa trên màn hình nhé. Và riêng các bác mua cát bên em thì sẽ được ưu ái là khi mua 3 chậu bất kỳ sẽ được miễn phí ship vận chuyển đến tận nhà. Và em xin phép đi qua lần lượt từng loại báo giá đến các bác. Nhớ là 3 chậu sẽ được miễn phí ship các bác nhé. Loại đầu tiên đó chính là màu hồng đẹp này. Cái màu hồng đẹp của nó bụi cũng khá là nhiều thân đấy các bác. Hoa của nó thì sum xuê, dòng cát một lá bông to. Loại này thì 130.000 một chậu, 3 chậu miễn ship. Cát đỏ đậm dòng một lá nhá. Cát đỏ đậm dòng một lá hàng hôm nay về thêm này. Loại này thì bụi của nó cũng tương đối. Đây ạ, cũng có chậu thì thân nó giả hành nó ít hơn, nhưng mà thân nó cứng cáp hơn. Loại này 130.000 một chậu đỏ đậm. Cam mắt mèo về số lượng rất là nhiều. Không hiểu sao cái dòng này nó lại là cái dòng hàng bán chạy lắm. Và cái lô đợt này thì cây của nó to lắm. To, nó nhiều thân hơn những cái lô trước rất là nhiều. Đấy, cam mắt mèo đây mọi người. Đấy, cái mặt hoa thì rất là đẹp rồi. Và thân của nó đây.
Chậu này em bán 130.000 thôi ạ. Dù là cây to hơn nhưng vẫn bán giá cũ cho mọi người nhé. Lô trước cá mắt mèo đã chỉ bằng hơn nửa đây một tí xíu, nhưng bụi hôm nay thì to thật sự. Ba chậu cát bất kỳ nhé, không nhất thiết là phải cùng một loại. Tiếp theo đó chính màu đỏ chùm. Đỏ chùm hôm trước cháy hàng này, hôm nay thì về nhiều chưa? Đấy, hôm trước cháy hàng cái dòng này mà em nợ đơn mấy khách. Không biết là lâu quá rồi các bác có còn chốt đơn hay không. Đấy, loại này thì bụi khá là to, nhiều thân. Loại này dòng cát hai lá, màu đỏ rất là xinh. Loại đỏ chùm này em bán là 150.000 đồng một bụi. Bụi nào cũng to, đẹp, nhiều thân. Đẹp chưa? Tiếp theo đó chính là cát bảy sắc cầu vồng. Và đây là cái màu VIP đã về rồi, không ở lâu lắm rồi. Phải nói cái hàng này ấy, cứ về xong rồi nó lại cách quãng, xong mới về tiếp. Dòng này nó không như những dòng khác, chậu của nó thì rất là ít thân thôi, nó không to như những dòng khác nhé. Các bác lưu ý là những cái dòng hàng sưu tầm, hàng này nó về rất là ít và mỗi lần về nó không có nhiều, và đôi khi là cái chậu của nó không thể to được bằng những dòng chậu cát bình thường, mà nó lại còn đắt tiền hơn cơ. Đấy, nó giống kiểu như là những cái dòng phi điệp nó có dòng năm cánh trắng ấy, nó là dòng hàng nó khác biệt hơn một chút. Loại này thì ít thân thôi ạ. Em bán 200.000 đồng một chậu bảy sắc cầu vồng nhé. Bảy sắc cầu vồng 200.000. Và bên đây là những chậu lan cát củ tỏi nhá. Lan cát củ tỏi ngày hôm nay thì em lấy cái lô hàng mới toanh. Và hôm nay thì hầu như là 90% là đang có nụ hoa hết rồi các bạn. Nụ hoa đang nhú nhú dần lên rồi. Về các bác có thể được chơi thưởng thức hoa, thưởng thức cái mùi hương của nó ngay tại thời điểm này. Và giá hôm nay hàng nụ hoa lại rẻ hơn nữa nhá. Giá hôm trước 170 một cây cơ, nhưng hôm nay hàng nụ hoa như vậy với giá chỉ có 140.000 một cây thôi. Mọi người về chơi cái dòng này mà chơi hương xong tỏa hương thơm thì hãy lan tỏa những cái vẻ đẹp của hương hoa này cho những khách hàng mới. Bởi vì đây là một cái dòng hàng lan mới nhé các bác nhé. Lan cát củ tỏi đang có nụ hoa, 140.000, hàng đang nụ. Chính là cát trắng kim cương, dòng hoa thơm. Dòng này thì chậu to, bụi to và hoa của nó màu trắng, rất là thơm. Hoa màu trắng, bông to và họng màu vàng. 200.000 đồng một chậu nhé. Cát trắng kim cương. Cát vàng cam. Cát vàng cam. Loại này thì bụi to hơn, cũng bụi to, dòng một lá. Và 180.000 đồng một chậu, 3 chậu miễn phí ship. Dòng này hoa bông đại. Cát kim cương xanh cũng là một dòng hoa thơm nhé. Và bụi của kim cương xanh thì cũng rất là nhiều thân như thế này. Đảm bảo các bác là mua những cái chậu nhiều thân này mình chỉ mê thôi, rất là mê nha mọi người. Và kim cương xanh một chậu nhiều thân như vậy, bông hoa màu xanh rất là xinh. Hiện tại thì một số cây thì cũng đang chuẩn bị có mèo nụ rồi này. 200.000 đồng một chậu, 3 chậu miễn ship. Tiếp theo xin giới thiệu các bác sang cái dòng cát vàng tuyền. Màu một vàng, đây là dòng cát vàng tươi nhá. Hoa của nó rất là đẹp, một màu vàng tươi mà bụi của nó cũng nhiều thân nữa. Loại này thì em xin phép bán với giá là 130.000 đồng một chậu. Đây, cát vàng tươi đây. Còn đây là cái màu vàng, như là cái màu vàng hơi chấm đỏ nhé, hơi một chút viền đỏ, vàng viền đỏ đi, gọi là vàng viền đỏ đi. Loại này em bán 130. Nhớ là cát cứ mua 3 chậu miễn ship đấy ạ. Hồng gấm hôm nay em có về thêm một lô hàng mới nhá. Và loại hôm nay thì cây của nó đang có nụ hoa. Lô hôm trước thì không có nụ. Đây các bác nhìn, cái nụ hoa nó sẽ mọc ở như một này. Một là nó có thể nhìn rõ này. Hai là nó mọc ở những cái nách này. Đấy, cái nụ hoa của nó này. Ở những cái kẽ này hiện tại đang có nụ hoa. Cây nào hầu như là đang có nụ hết các bác nhá. Đây 100% là đang có nụ. Và loại này thì như em đã giới thiệu các bác, đó là một cái dòng hàng sưu tầm. Cái lá của nó, bản lá rất là dài, to, đẹp. Cây của nó cũng trung bình tầm 7 đến 8 cặp lá. Và loại này thì hoa thơm, chơi hoa 2 lần trong 1 năm. Và giá em bán là 290.000 đồng một chậu hồng gấm đang có nụ, đai châu hồng gấm. Thảo tím Huế ạ. Đây cái mặt hoa của nó này, hoa của nó tím đậm. Cái này là hoa nó chưa nở nhé mắt ơi. Các bác nhá. Dòng này hoa của nó màu tím đậm và rất là siêng hoa. Và một bảng hoàng thảo tím Huế đang có nụ. Và sắp tới thì nó sẽ xuống lá để cho những nụ hoa rất là đẹp. Em bán hôm nay với giá là 130.000 một bảng nhé. 130.000 một bảng hoàng thảo tím Huế. Đó, một bảng rất là nhiều thân. Cái này về chỉ việc treo lên thôi. Tất cả dòng hoàng thảo này là 100% là hàng thân tơ, rất là đẹp, 130.000. Cập bến mới một lô hoàng phi hạc mới nhé các bác nhé. Hàng hôm nay thì cũng rất là nhiều thân, mà thân tơ của nó dài lắm, đẹp lắm. Đó, hoàng phi hạc hôm nay em bán là 210.000 đồng một chậu. Chậu nào cũng rất là mướt mát, thân tơ mập khỏe đẹp đó. Cân lên cũng rất là nặng. Và các bác lấy 2 chậu đi, combo 2 chậu em bán cho các bác là 400.000 2 chậu. Này 2 chậu cho vào thành một giò lớn khủng luôn.
mà cây nó đang đi ngọn rất là lực. Hoàng Phi Hà hôm nay chỉ về tầm khoảng 15-20 chậu thôi. Nó cũng không có nhiều, những cái hàng thuần này đâu, hầu như là toàn kiểu như là nhập những cái hàng nó thuần đẹp, lựa chọn ở vườn đấy. Hàng trăm chậu rồi lọc ra tầm khoảng 3-40 chậu thôi. Còn đâu những cái chậu nó không đạt thì không lấy. Hàng rất là đẹp, Hoàng Phi Hà. Mặt hoa của nó cánh xoắn. Đai châu ngọc chai đen ạ. Dạ lâu lắm rồi mới về cái dòng đai châu ngọc chai đen. Mà hôm nay thì cây nó to lắm, rất là to và đẹp. Đấy, dòng ngọc chai đen này. Cây to mà nhiều cặp lá. Đây mang cho mọi người xem qua một vài cây nhé. Cây to vĩ đại luôn đấy ạ. Dòng ngọc chai đen này hình như là một số cây còn đang có nụ hoa. Một số nhé, không phải hoàn toàn, bởi vì em mới mở ra cái cây này nó có nụ, còn những cây khác thì em chưa rõ. Nhưng mà chắc chắn là chắc hẳn là sắp tới là đến mùa hoa của ngọc chai đen rồi. 2 4 6 8 9 cặp lá, nói chung là cây 9 8 tầm 8 9 10 cặp lá là nó là dòng cây to. Ngọc chai đen này em bán một cây là 180.000, hoa của nó thơm. Dòng đai châu ngọc chai đen này hoa thơm. Giá hàng Hawaii hôm nay thì em chỉ về có màu trắng thôi các bác nhá. Bởi vì bình thường thì cái màu tím nó sổ trong lô rất là nhiều và các bác thì thích sưu tầm thêm, đó chính là màu trắng chuẩn. Thì hôm nay cái lô Hawaii này toàn là màu trắng thôi và số lượng chỉ có duy nhất 20 chậu thôi ạ. Chậu của nó trong tình trạng là hiện tại thì cây của nó đã mầm gốc lên rất là cao rồi. Đấy, rất là cao. Chơi hoa xong người ta cắt đi và bây giờ cái mầm gốc nó lên dài này. Đấy, chậu trung bình rơi tầm khoảng 5 thân. Trung bình tầm 5 thân. Đấy, có cả 6 mầm nhưng mà cả dài cả ngắn các bác nhá. Thì em cứ bán trung bình một chậu giả hạc Hawaii màu trắng như thế này. Cây khá là đẹp đấy, chiều cao trên một gang tay. Trung bình như thế, có thân thì thấp hơn, có thân thì cao hơn hẳn. Đó. Thì cứ bán đồng giá hết các bác là 170.000 đồng một chậu giả hạc Hawaii. Cái hàng về nó đang đi ngọn rất là xanh mướt và số lượng nó duy nhất có 20 chậu ở khu này thôi. Bác nào nhanh tay đặt hàng. Hawaii trắng, mặt hoa của nó rất là đẹp, cái màu trắng. Mà loại này thì rất là thơm. Rất là thơm luôn. Trung bình tầm 4-5 thân. Đấy, cứ trung bình tầm 4-5-6 thân nhá. Chậu nào nhiều thân thì thân ngắn, mà chậu nào ít thân thì thân nó đều đều nhau. Điệp cánh viền ạ, phi điệp cánh viền. À, cái dòng này năm trước năm đây 2 năm là em cũng bán một lô hàng. Rất là hot. Phi điệp cánh viền hôm nay thì cái chậu của nó khá là nhiều thân. Thân cũng cao, dài, to hơn cái dòng Hawaii nhiều. Đây là dòng cánh viền này. Chậu nào nhiều thân thì có kèm cả những thân tơ ngắn ở phía dưới. Hôm nay thì em bán đồng giá hết, bởi vì số lượng nó cũng không có nhiều ấy. Đồng giá 290 một chậu phi điệp cánh viền nhé. 100% là hàng thân tơ, bởi vì khi chơi hoa xong là người ta cắt kỳ, ương kỳ và bây giờ là đang bật mầm gốc. 290 một chậu. Có duy nhất 10 chậu phi điệp cánh viền, hàng sưu tầm hoa. Đang đi ngọn rất là lực, đến cuối năm là cho hoa chơi, hoa rất là đẹp. Có 3 chậu DH93 nhá, DH93. Chậu này thì nó có cả thân tơ và có cả thân già, có cả đang lên mầm. 100.000 đồng một chậu. Có 3 chậu để bán giống là 100.000 đồng một chậu DH93. Hoa của nó rất là thơm, hoa của nó đậm đà. Em có 3 chậu bò blue nhá, bông hoa của nó thì rất là riêng. À, đây là hoa chỉ nở ở nách thôi, chứ còn hoa của nó khi nở trên đầu ngọn, hoa của nó rất là dài, vòi dài, cánh bay và lưỡi của nó tím đậm. Bò blue này là dòng cây cao, cây thông thuần lâu năm và đây là những chậu phi 30. Bình thường em gửi cho các bác là những chậu phi 12, cây rất là bé thôi, nó chỉ bé bằng cái thân, chưa đến cái thân nhỏ nhất của cái cây này mà đã 80.000 một chậu rồi ạ. Còn hôm nay thì những cái chậu này hôm nay em sẽ miễn phí ship cho các bác nhé. Bởi vì nhiều bác ngán cái tiền cước ấy, hôm nay thì những cái chậu giá em báo là đã được bao phí ship rồi. Hàng Tết năm ngoái em bán những cái chậu mà nó còn bé hơn đây là 650.000 một chậu chưa có phí ship. Nhưng hôm nay thì giá trên đã bao gồm tiền phí ship vận chuyển. Em lên cho mọi người mã B1. B1 gồm có một chậu này. À, một thân này. Đây hoa của nó lên. Đây lên lách này. Giờ rất là nhiều mắt nụ đang sưng ở dưới. Các bác nhìn ạ. Chậu B1 gồm có một thân này. 2 này. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gọi là 9 thân nhá. 9 thân rất là cao. Một mầm này, hai mầm nhỏ, một mầm nhỏ nữa là hai. Giờ này em bán 620.000. Em còn 3 giờ em bán thanh lý giá rẻ thôi ạ. Mã B2 630.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân. Đây là 6 thân. 2, 4, à 7 thân. Tổng cộng là 7 thân không nhé. Cả dài cả ngắn. Em toàn đến những thân thắt ngọn rồi và những thân đi ngọn dài như thế đó. Đấy, đây cái này thì thân tơ này, thân này chưa một lần hoa nào mà rất là nhiều mắt nụ đang sưng. Nó sẽ lên ở những cái nách này rất là nhiều, cây này cao hơn. Cây này rất là cao á, 630.000.
630.000, thân của nó to hơn cả ngón tay cái. Có cái thân này nó bị hư khi mà vận chuyển lần trước, em không tính nên cái thân này không tính nhá. 7 thân là tính chỉ những cái thân cao thôi ạ. 630 miễn ship, giò B3 600.000. Một thân tơ chưa một lần hoa rất là cao. Cao phải 90 cm. Hai thân tơ, ba thân tơ nhá. Ba thân này thân đi ngọn này. Còn đâu là 4 5 6 7 8, 8 thân. Tổng cộng chỗ này là 8 thân, giò này 600.000. Còn rất là nhiều những đợt hoa sắp tới sẽ lên. 600.000 miễn ship. Bởi vì hôm vừa rồi cái tiền cước của cái chậu to đùng này nó phải rơi tầm hơn 100.000. Nên là khi mà trừ chi phí tiền cước gì thì chậu này nó cũng rẻ thôi. So với giá Tết năm ngoái 650 một giò chưa phí ship thì giá hôm nay em bán rẻ. Hôm nay em còn hai giò kim Điệp Sơn hàng thuần. Giá cũ 170, hôm nay em thanh lý giữa bác 140 một giò nhé. Lác đác vẫn còn một vài bông hoa màu vàng rất là xinh. Còn bây giờ chủ yếu là lên, chủ yếu là chăm để lấy mầm gốc. Mầm gốc bật rất là nhiều đây, hàng thuần sẵn rồi, 140.000 một giò kim Điệp Xuân. Hôm nay em cập bến 3 loại vũ nữ nhá. Vũ nữ nhà em thì hàng cứ về liên tục các bác ạ. Và những dòng vũ nữ đều là dòng vũ nữ mặt hoa đẹp, mặt hoa hot. Và nhà em thì có chương trình bao ship khi mua từ 3 chậu bất kỳ trở lên. Sau đây thì em xin điểm qua từng loại vũ nữ và báo giá chi tiết các bác. Cái dòng vũ nữ bán chạy nhất trong thời điểm Tết vừa rồi đó chính là vũ nữ cam lửa hay vũ nữ mèo cam. Mèo cam, mèo cam một cái dòng hàng rất là hot, bông nó màu cam lửa và rất là đẹp. Đặc biệt là hơn là cái chậu của vườn này người ta trồng lên này, nó rất là sum xuê cây. Nhiều nhà vườn ấy, các bác theo dõi thì sẽ thấy là có những nhà vườn người ta cứ trồng đơn thân một, một thân một cốc nhỏ nhỏ một ấy, nhưng mà bán ra không bao giờ dưới 130-150 đâu ạ. Còn bây giờ một cái chậu này nó phải từ 4 năm giả hành trở lên. 4 năm giả hành cả to cả nhỏ này mà đẻ mầm rất là khỏe, rất là nhiều. Và mèo cam mua một chậu này các bác về tách làm 2-3 chậu nhỏ thoải mái. Và hôm nay thì một chậu mèo cam thì em vẫn bán với giá rất là rẻ là 190.000 đồng một giò các bác nhé. Ba giò vũ nữ bất kỳ bên em miễn phí ship kết hợp với nhau. Sao bên đây thì có thể là đó chính là dòng sô-cô-la hoa thơm. Sô-cô-la hoa thơm thì hôm nay về số lượng cũng ít. Và bụi, đây ạ, tình trạng bụi này cũng rất là nhiều mầm. Đây là dòng sô-cô-la hoa thơm. Đấy, trồng trong cái chậu nhựa này. Sô-cô-la thì em bán 150 thôi. Dòng này vòi dài, hoa của nó màu sô-cô-la. 150.000, 3 chậu miễn ship. Và cuối cùng, đó chính là hoàng ở vũ nữ nhện xanh. Hoa của nó như những bông tơ nhện rất là đẹp. Ngày trước giống này nó là giống rất là hiếm và đắt. Và bây giờ thì nhân giống đại trà hơn rồi. Một chậu nhện xanh, đợt này cây của nó phát triển cứng cáp to hẳn luôn, to hơn lô hôm trước rất là nhiều. Em bán là 160.000 nhá. Vũ nữ nhện xanh này, sô cô la và vũ nữ mèo cam, ba dòng vũ nữ bán rất là hot. Đồng giá với mức giá như em vừa báo giá và các bác mua từ 3 chậu bất kỳ bên em miễn phí ship vận chuyển ạ. Châu Thái nhá, đai châu Thái nha em, về cái hàng nó rất là nhiều màu, có cây thì thân tía đỏ này, có cây thì thân trắng trắng này. Đấy, thân đỏ rất là nhiều và lô đợt này cây của nó cũng nhiều cặp lá mà cây rất là to. Đai châu Thái này các bác mua 3 cây là bên em miễn phí ship này. Lá hôm nay là dòng lá mít, bản lá to. Mít rất là to đẹp như thế này. Đấy. Và đai châu Thái thì em bán là 150.000 nhá. Hàng này là hàng chậu nhựa thôi chứ còn nên mà chậu hàng này lên chậu gỗ thì không bao giờ có dưới 200.000 một cây. Đấy, có cây thân xanh, lá xanh mét, có cây thì thân màu tía đỏ. 150.000 một cây. Và các bác mua 3 cây 450.000 em miễn phí ship về tận nhà. Một loại mới hôm nay mới về đó chính là đai châu lai với cửu bảo tiên. Mặt hoa của nó này màu hồng cánh sen và loại này hoa rất là thơm. Vòi của nó sẽ là mọc thẳng đứng như thế này và một chùm sum xuê. Đó, một số cây thì bây giờ cũng đang nụ. Một số cây, một số nhá. Cái mùa hoa của loại này thì nó quanh năm. Và số lượng cây cặp lá trong một cây thì nó em đếm sơ sơ là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Trung bình tầm 10, 12, 13 cặp lá, toàn cây to thôi. Những cái cây to như này em bán là 180.000 một cây nhé. Hoa nở quanh năm và chơi hương hoa rất là thơm. Và tiếp theo là những chậu kiếm giống nhé. Gọi là dòng kiếm giống thôi nhưng đầu xuân thì em lấy cái lô hàng này cây của nó cũng khá là trưởng thành rồi. So với nhiều năm thì đầu xuân là lô này là lô rất là VIP. Kiếm này thì dòng kiếm gieo hạt của những vùng miền khác nhau và từ cây mẹ khá là chuẩn chỉnh. Và nhà vườn thì người ta có phân loại sang làm 10 loại kiếm các bác nhé. 10 loại kiếm. Và tất cả những dòng kiếm này thì có phân loại và có đánh theo từng mã, theo từng khay. Tại sao mà khi phân hàng thì nhà em phải phân ra từng loại, từng khay như thế. Và để khi mà gửi hàng cho các bác, em cũng sẽ ghi tên cho các bác vào những cái bầu này.
hàng gieo hạt. Và em xin báo giá luôn là tất cả những dòng kiếm giống này thì em xin phép bán với giá là 35.000 đồng một cốc. Và các bác mua 10 cốc tức là 350.000, em miễn phí ship về tận nhà. Gọi là kiếm giống thôi nhưng mà rất là nhiều cây nhá. Bản lá to, bản lá to và cái cây của nó này rất là đẹp, lá láng đẹp. Nhiều lô năm ngoái thì cây chỉ bằng một nửa này hoặc hơn một nửa một tí thôi, nhưng năm nay cây trưởng thành hơn rất là nhiều. Và tất cả những dòng kiếm này thì em xin đọc qua 10 mã kiếm, 10 mã, 10 loại sẽ được bao phí ship, hoặc là 10 mã bất kỳ. Đây em sẽ đọc cho các bác từng loại nhé. Mã số 1 là Phan Chí này, mã 2 là Xanh Huế, mã 3 là Vị Hoàng, mã 4 là Vàng Tây Ninh, mã 5 là Vàng Củ Chi, mã 6 Khang Hồng Kiếm, mã 7 Hồng Vân Giang, mã 8 Mai Tiên Vũ, mã 9 Bạch Ngọc và mã 10 là Hoàng Đế Bờ La. 10 loại mã kiếm này các bác, lấy loại nào thì bên em sẽ ghi tên vào cho các bác, về các bác có thể phân loại. Và các bác nhớ là phải sang chậu thì cây của nó mới phát triển nhanh được. Còn đây là trồng, người ta trồng ở trong cái cốc này thôi, để khi mà vận chuyển nó dễ dàng hơn. Còn về sang chậu thì cây phát triển rất là nhanh và dễ là có hoa lắm ạ. Kiều Vuông Lộc Bắc, vùng Di Linh, Lâm Đồng nhá. Cái hàng kiều này hiện tại thì rừng nó khá là khan hiếm và nó khá là đắt đỏ. Đây là những cái chậu mà nhà vườn người ta thuần sẵn lên, thì về các bác trồng chỉ được treo lên và có thể là để cho năm tới là lên những cái mầm tơ này và chơi thưởng thức hoa thôi. Dòng kiều Vuông Lộc Bắc này thì hoa của nó nổi tiếng là vòi dài, siêng hoa, và đặc biệt hơn là trong miền Nam này, khu vực ở trong miền Nam ấm áp là nó nở chuẩn Tết ạ. Kiều Lộc Bắc ngày hôm nay thì những cái chậu đẹp như vậy em bán là 190.000 đồng một giò nhá. Bởi vì nó là hàng rừng thuần nên là nó sẽ có cả thân tơ và thân già trong một giỏ. Trong một giỏ này sẽ có cả thân tơ và thân già nhá. Đấy, đẹp chưa? 190.000 một giỏ. Và khi ra hoa thì nó đẹp, xuất sắc. Kiếm đang thanh lý cho các bác một cái lô kiếm cây to này, bụi to này. Dòng này thanh lý cho các bác 200.000 đồng một chậu. Đây là dòng gieo hạt có 3 loại: Vị Hoàng này, Xanh Huế và dòng Phan Chí. Hàng này trong năm em bán 200 dòng này trong năm là bán 250 đấy ạ. Hôm nay bán 200 thôi. Cây của nó thì vẫn rất là đẹp, thi thoảng có một số cây nó sứt tí lá thôi, nó không ảnh hưởng gì, cây nó đẹp lắm. Đang lên rất là nhiều thân, có 3 loại kiếm. Thanh lý một cái lô kiếm sai chung. Kiếm này thì chỉ có 2 dòng là Phan Chí và Xanh Huế, hàng gieo hạt, bụi trung bình tầm 3 thân, 4 thân cũng có. Và loại này thanh lý là 120.000 đồng một chậu. Giá cũ là 150 nhá. 120. Thanh lý lô hạc vĩ Thiên Cung Lữ Bố và giả hạc hoa hồng đỏ. Hàng bây giờ đang lên nhiều mầm. 120.000 đồng một chậu. Mua 2 chậu là 200.000. Đen Đô Xuân mặt hoa sổ số, 160.000 đồng một chậu. Đen Đô Xuân hàng thuần tại vườn. Và các bác mua 2 chậu là 300.000 một cặp nhé. Một chậu rất là nhiều thân, 300.000 một cặp. Hàng bao đẹp. Trầm bờ lưu hoa thơm ạ, em còn duy nhất 6 giò ở những chậu trầm bờ lưu này, thì nó sẽ là một thân mầm gốc, và có những chậu thì 2-3 thân thì nó sẽ ngắn hơn. Và cái mắt hoa của nó là màu cánh trắng, mắt màu tím đậm, rất là đẹp. Hoa thì cực kỳ là thơm. Trầm bờ lưu này 160.000 đồng một chậu, hàng làm giống. Lan Thịnh Vượng Phát Tài, Lan Thịnh Vượng Phát Tài ạ. Những cái cây này cây mẹ bồng con, một mẹ đẻ ra 1-2 con các bác nhé. Những cây Thịnh Vượng Phát Tài này, nó cũng như kiểu bản chất nó là dòng chơi củ thôi. Đến một thời điểm nào đó nó cũng sẽ rụng lá. Và đây cái lá của nó này rất là xếp đẹp. Thịnh Vượng Phát Tài này bán là 150.000 đồng một chậu, hoa màu vàng, vàng tuyền, rất là đẹp. Dòng Thịnh Vượng Phát Tài này nó là một dòng cây phong thủy, 150.000. Đợt này bán rẻ, có những lô hàng 180.000, 190.000. Em vừa cập bến một lô Sơn Thủy Tiên nhé. Sơn Thủy Tiên lại tiếp tục về thêm. Hôm vừa rồi về một cái lô hàng thuần đẹp quá. Và cái lô hàng này cũng là cái lô kết thúc, bởi vì nhà vườn bây giờ người ta bắt đầu ươm giống mới. Những cái chậu này người ta thuần ít nhất phải tầm khoảng 5 rưỡi, gần 2 năm rồi người ta xuất. Còn bây giờ ươm giống mới phải đợi một thời gian nữa mới xuất được. Đó, hàng đây là những cái chậu hàng thuần. Bụi hôm nay rất là lùm nhiều thân các bác nhé. Bụi lùm nhiều thân. Và có hôm nay thì có cả những dòng chậu nan nhựa này. Đấy, nó lên rất là nhiều mầm gốc. Mầm một chậu Sơn Thủy Tiên ngày hôm nay thì em vẫn bán với giá bao nhiêu? 220.000 đồng một chậu nhé. 220.000 đồng một chậu Sơn Thủy Tiên, hàng thuần sẵn. Tỷ lệ thân tơ rất là nhiều. Còn các bác mua Sơn Thủy Tiên hàng kg ấy thì nó rất là ít thân tơ, và các bác phải mất thời gian trồng khá là lâu thì để một chậu đẹp như thế này. Đấy, về một lô hàng rất là nhiều. Còn vài giò mai đỏ thanh lý đây, hàng trồng bầu đất nhá.
Hàng này thanh lý hiện tại là 150.000 đồng một chậu, may đỏ cánh kép. Và chiều cao trung bình chỉ tầm 50cm thôi. 150.000 một giò đang lên mầm chồi. Về các bác cắt tỉa, tạo thế dáng, tùy thích. Và mua 3 chậu may đỏ 450.000 em miễn phí ship vận chuyển ạ.